Đây các bạn ơi, ở bên trong cái hang động này á, thì theo như mình được biết, theo như cái lời giới thiệu của anh quản lý ở cái khu vực này, anh nói thì là đi sâu vào bên trong hang này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng hơn 1 cây số đến khoảng 2 cây số gì đấy, tính theo đường bộ nhé. Có nghĩa là chúng ta tính theo cái đường bộ đường mét này. Thì là vậy. Nhưng bây giờ thì mình thì đang ở khu vực cửa hang rồi, bây giờ mình sẽ cùng với người anh em mình đi sâu vào bên trong hơn các bạn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Lâm TV nhé. Bây giờ thì mình đang có mặt tại khu vực, một cái khu vực này nó là một cái điểm mà mình có thể nó gọi nó là một điểm du lịch mới. Mà cái khu vực này thì mình mới khám phá ra các bạn ạ. Thì đây chính là khu vực có tên gọi là Ham Tham Nuồng của thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Thì về cái hang ở đây ấy, thì theo như mình được biết là một người dân ở đây, chính là anh là người quản lý cái khu vực hang này ấy, thì nói về là cái hang này nó cũng rất là nhiều những cái điều kỳ bí mà người dân ở đây họ phát hiện khám phá, bây giờ họ đã kiểu như là tôn tạo lên để cho giới thiệu đến khách tham quan du lịch ở khắp nơi đổ về đây để khám phá về cái hang động này đấy. Thì bây giờ anh em mình sẽ lên khu vực hang này để khám phá xem là có những cái gì nó đặc biệt, nó hay, thì anh em mình sẽ truyền tải những cái hình ảnh về cho tất cả quý vị khán giả cũng như là các bạn ở khắp mọi miền đất nước được biết đến cái hang này, và chúng ta có dịp thì chúng ta sẽ đổ về đây để tham quan du lịch khám phá các bạn nhé. Đây, bây giờ thì anh em mình sẽ đi lên bên trên. Đây là con đường để đi lên cái hang động đó các bạn ạ. Đây mình chắc là mình phải đi theo những cái bậc thang này. Mình được nghe được anh chủ đây anh nói là chúng ta cũng phải đi bộ mất khoảng đâu đó 15 đến 20 phút thì mới lên được đến cửa hang ấy các bạn. Đường lên thì chắc là cũng sẽ khá là cao ấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng để ghi lại được tất cả những cái hình ảnh ở nơi đây, truyền tải về cho quý vị các bạn xem nhé. Thật sự là con đường đi cũng khá là mệt các bạn ạ, nhưng khám phá thì là chúng ta phải cố thôi. Chúng ta phải đi để ghi lại được những cái hình ảnh đẹp nhất, hay nhất, truyền tải về cho các bạn nhé. Đây các bạn xem này, dốc đứng luôn, mệt. Bây giờ mình thì mới đi được khoảng nửa đường thôi, giờ đang bò lên rồi, trời ơi mệt lắm mọi người ạ. Đây cho mọi người xem này, con đường lên nó dốc như này, dốc đứng luôn các bạn ạ. Cửa hang động bên trong bây giờ các bạn này, nhưng mà phía bên tay phải mình thì hiện tại bây giờ là mình quan sát thấy là có một ngôi miếu thờ. Ngôi miếu thờ này thì theo như mình đoán là một ngôi miếu thờ thần linh, thần rừng, thần hang ở đây. Nhưng mà mình sẽ chưa vào bên trong hang vội đâu. Cửa hang thì đây rồi. Mình mặc dù mình đi hơn 1 cây số đường bộ bậc thang như các bạn vừa xem đấy, rất là mệt, rất là vất vả, toát hết mồ hôi đây các bạn này. Mặc dù đây là thời tiết trên này khá lạnh nhá, mà toát hết mồ hôi rồi, nóng. Giờ thì nóng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sang bên phải này, đi vào ngôi miếu thần này để mình xin phép thần rừng, thần núi ở đây để đi vào bên trong hang động khám phá. Trước tiên là mình sang bên này trước các bạn nhá. Da 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 da
Vừa nãy thì mình cũng đi vào bên trong ngôi miếu thần, miếu thờ đấy. Mình đặt đồng tiền và mình xin phép để bây giờ được vào trong bên hang động để khám phá, ghi lại những hình ảnh trong này. Bây giờ thì mọi người cùng mình để đi vào bên trong xem như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn ơi, ở bên trong cái hang động này á, thì theo như mình được biết, theo như cái lời giới thiệu của anh quản lý ở cái khu vực này, anh nói thì là đi sâu vào bên trong hang này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng hơn 1 cây số đến khoảng 2 cây số gì đấy, tính theo đường bộ nhé. Có nghĩa là chúng ta tính theo cái đường bộ đường mét này. Thì là như vậy. Bây giờ thì mình thì đang ở khu vực cửa hang rồi, bây giờ mình sẽ cùng với người anh em mình đi sâu vào bên trong hơn các bạn nhé. Ở bên dưới này thì mình thấy rất là vun vút, rất là sâu rồi. Mình sẽ cầm máy quay và mình sẽ ghi lại hình ảnh này cho mọi người xem. Đây các bạn này, bên trong hang động thì người quản lý ở đây thì người ta cũng đã bật điện cho mình rồi, điện cho anh em mình để đi xuống rồi. Bên trong này thì mình quan sát thấy là phải đi xuống bên dưới này. Đi xuống bên dưới này cũng khá là sâu. Còn bên trong này thì nó có những cái kiểu như là vách đá ấy. Cũng cái này là tự nhiên nhé các bạn nhé. Tự nhiên 100% luôn nhá. Không có tí nhân tạo nào đâu các bạn nhé. Đấy. Trong này thì mình thấy cũng khá là âm u. Khá là âm u các bạn ạ. Đây. Này các bạn xem một cái tượng đá, một cái khối đá tự nhiên đấy. Một khối đá tự nhiên mà như một bức tượng luôn các bạn này. Đây, mọi người xem này. Bên trên nóc hang động thì nó có những kiểu như là những phiến đá trổ xuống cũng rất là kỳ lạ, rất là đẹp luôn. Đây anh có soi là phía dưới này, anh soi là phía dưới này. Không biết là bên trong này có người không, nhưng mà mình vừa nghe thấy một tiếng động ở bên dưới này. Đấy. Đúng không? Có tiếng động đúng không? Đúng không? Có một tiếng động ở dưới còn gì? Đây ở bên trong cái nữa kìa, chắc là mình phải dùng cái điện thoại của mình để kia bên trong như có những cửa hang nhỏ này. Đây. Mình sẽ đi xuống bên dưới nữa các bạn nhé. Ôi, nhìn bên dưới này thì nhìn khá là đẹp. Nói về độ đẹp nhá, thì các bạn ạ, mình thấy khá là đẹp luôn. Nói về độ hoang dã và tự nhiên huyền bí thì ở đây khá là huyền bí, khá là đẹp. Thì các bạn quan sát này, em cầm cho anh cái đèn điện thoại này đi, cầm cho anh cả cái của anh đi, em cầm cả 2 đèn đi. Đấy, đây để anh cầm máy quay. Đây các bạn xem này, phải từ từ nhá, phải bình tĩnh, em mới đi nhẹ chân một xíu, đừng có gây ra tiếng động mạnh làm gì nhá. Đây mình sẽ ghi lại cả bên trên đỉnh hang, có nghĩa là bên trên mái hang này. Em cố gắng xoay đèn làm sao cho nó hợp lý nhá. Đấy, bên trên và bên dưới và những cái bức vách của hang này, các bạn nhìn thấy những phiến đá đẹp không? Mình quan sát thấy ở bên kia thì có những cái phiến đá như nhà hình các hồ tượng, như hình các pho tượng các bạn. Một hang động phải nói là rất là kỳ bí thật. Đúng là mình cũng cất công lên đây để ghi lại được những cái hình ảnh này cho các bạn, cho mọi người xem. Thì đúng là một, phải nói là tuyệt tác. Mà đất nước Việt Nam có những cái hang động gọi là mình không phải biết nói như thế nào nữa. Nhưng mình thấy nó quá là kỳ bí, quá là huyền bí. Xuống đây thì mình thấy lạnh các bạn ạ. Thấy khá là lạnh luôn rồi. Đây các bạn nhé, ta còn phải đi xuống sâu bên dưới hơn. Bên này thì cái tiếng âm u ấy, tiếng âm của hang động ấy, như các bạn nghe đấy, tiếng âm của hang động thì cũng đang âm. Còn đi sâu ở bên trong này nữa, vậy ui gì ấy, ui giật mình các bạn ơi, mình nghe thấy một cái tiếng gì ạ,
Thật sự là mình cũng hơi giật mình. Đây các bạn xem bên này này. Nghe những giọt nước rơi. Nghe những cái tiếng rất là kỳ lạ khi mà bước chân vào những hang động này. Tại vì là hôm nay là ngày chủ nhật thật, nhưng mà bây giờ thì hiện tại chỉ có hai anh em bọn mình thôi. Chỉ có hai anh em bọn mình đi vào đây khám phá thôi, không hề có một du khách nào vào đây các bạn nhé. Ở trong hang này thì mình thấy khá là lạnh rồi. Khá là lạnh. Và bên trên này mình sẽ giọt nước giọt vào tay lạnh quá. Bên trên này, ồ đây bên trong này có một có đi vào trong không em? Hả? Đi vào trong không? Em phải soi vào bên trong như nào. Em đi trước đi. Cho em đi trước đi. Đấy, cho bạn đi vào trước họ. Đi 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 lại. Hơi tối đúng không? Mê cung luôn. Thật sự nhìn như một mê cung. Từ từ em, đi chậm chậm thôi, mình đi. Như một mê cung. Ồ, bên kia có một lối đi mà đúng không? Bên kia có một lối đi khác đúng không? Bên này. Bên này. Bên kia có một lối đi, nhưng mà thôi lát nữa thì mình cứ thử đi vào bên này trước đi. Đi vào bên này trước, sau đó là bạn quay sang bên đấy đi. Ủa, mình nhìn cái vách đá này. Này các bạn xem những cái vách đá này nó huyền bí chưa này. Vách đá này phải gọi là nó quá là huyền bí luôn. Nó quá là thật sự là cái những cái nét tự nhiên ở trên đất nước Việt Nam chúng ta còn rất là nhiều, những cái mà con người chúng ta còn chưa khám phá ra ấy các bạn. Trong đây cái điện thoại của anh đây. Ở trong cái hang động này á, thì mình nghĩ rằng là vẫn còn nhiều người chưa biết đến đâu. Cho nên là trong cái video này thì mọi người ai chưa được đến nơi này thì chúng ta có thể là được xem qua cái video của mình và truyền tải giới thiệu đến cho mọi người chưa được biết đến cái hang động này các bạn nhé. Đây mình bên trong này còn rất là nhiều các bạn này. Đây. Còn nó còn rất là sâu. Kia bên kia mình lại quan sát thấy một cái lối đi nữa. Nhưng lối đi kia thì thật sự nó hơi nhỏ nên là mình cũng không dám đi vào. Kìa có cái lối đi hơi nhỏ kìa. Bên trong kìa. Hôm nay em đi, em chạy tự đi sang em có gì không? Mày đừng đi, anh nói thế rồi. Hai anh em đi cùng nhau chứ mày. Sao cái hai anh em đi cùng nhau? Đâu cái hầm gì đây? Thế nào? Ở đây là kiểu như là những cái hầm về thôi, không có gì đâu. Nhưng mà chú ý nhá trong này nhá. Tí trong này là nó có những cái gì anh em phải đi cùng nhau chứ đừng mỗi người đi một nơi thế. Đây xem người ta viết cái gì đây này. À, không phải đâu, cái gì cấm gì kia. Ủa, mình không biết nữa. Thấy đây. Cái này 100% tự nhiên các bạn nhé. Đây, mình sẽ đứng xa các bạn này. Các bạn nhìn thấy những cái kiểu như là những cái viên khối đá ấy. Nó đổ tự nhiên 100% luôn ở đây. Không hề có một gì nhân tạo cả. Đây các bạn xem này. Rồi. Nhưng mà đây, còn bên trong nữa. Bên trong nữa. Có cái gì này? Anh có thấy cái gì này không ơi? Thấy cái gì bên dưới này? Ôi, em cầm cái điện thoại cho anh đi để anh hai tay em cầm soi nhá, soi hết nhá, hai anh em đi sát nhau luôn nhá. Không được xa nhá, cách xa nhau nhá. Đi thôi. Cứ đi sâu đến tận đáy hang này xem như thế nào. Rồi, để chú ý cả bên trên bên dưới nhá. Sau này thì người ta cũng có làm có kiểu như là bóng điện ở đây ấy. Nhưng mà nếu như mà thực sự là ui này nhàn thả.
hõm này xem này. Đây là kiểu nước, nước nó rớt xuống đúng không? Đây đây, nhìn nước này, nước nó rớt xuống. Đây xong, bên trong này nó còn một cái hõm để chân này đóng chặt. Một cái hố rất sâu các bạn ạ. Thôi được, thôi, thôi thôi, không 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 không. Đi tiếp vào xem. Nếu như ở trong này mà không có điện thì chắc là mình cũng không biết đường nào mà đi đâu. Đây á? Đây không phải là đáy hang mà mình đi. Cái này mình vừa nãy là mình đi xuống này à? Đúng không? À, bên trong kia, bên trong kia. Không, còn đi lên trên này nữa đây này. Nhưng mà không biết là cái đường ra thì chắc là vẫn phải đi ra đường đây đúng không? Bây giờ mình đi mình phải đánh dấu nhá, không là lát nữa quay ra là mình sẽ không biết đường nào mà ra đâu. Đấy, ở bên trong kia mình sẽ quay bên trong kia một chút nữa bạn. Mình sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh ở trong cái hang động này, hang Tham Luồng các bạn, gọi là tên gọi hang Tham Luồng ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang các bạn nhé. Thật sự là mình có một cái cảm giác gì đó rất là lạnh lạnh khu vực này. Ui em ơi, như có cái gì kìa. Ui